quýt không ta? Thôi, à, quýt tôi chơi với thằng Địa anh em ơi. Địa nó gọi chẳng lẽ không chơi. Tội nó đợi. Địa này nó ấy quá. Nó rủ mình chơi không hợp lý thì hết. Lúc mình vô game rồi, úi vô luôn rồi. Ôi chưa vô, chưa vô, chưa vô. Ây à, vô luôn rồi. Quýt bị lỗi rồi. Má. Ta ta không kịp Địa ơi. Một giây mà thoát ra cái nó vô game luôn. Cái gì vậy? Anh em ơi! Lạ lùng vậy! Bắn còn què hả? Trời ơi, gì đập tôi kìa. Quá, wow, chó găng lăng nó không farm luôn. Sống chó có bay. Farm không về mà farm. Trời ơi, nó gì nó bắn bạc 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 bạc. Nó ngăn cản nó farm được không? Nữa hả? Chú con què vậy? Chơi game kìa, hello. Mày không thoát được bao con trai. Sao đét nữa hả? Ui, sao khổ với tôi quá vậy? Sao không thương tôi gì vậy? Người với người mà sống chó với nhau quá. Rồi, trả giá. Cái giá phải trả ở đây chứ thôi anh em. Cái giá phải trả là đây. Cái giá phải trả là đây. Em thấy chơi game chán không? Chơi game chơi gì đó. Nó chơi gì đó. Vui không? Vui không? Chết ôn bây giờ. Chơi vui không? Không biết vui luôn nữa. Chơi như tôi thì con Gravet tôi không vui đó. Rồi, mất con cua. Ui, tóc bị lên không ăn được con cua. À, cái này còn là non. Hay lắm cả sấu. Tuyệt vời lắm bạn tôi ơi. Cảm ơn Nhật Thái nha. Nè, cắm mắt tao thấy nữa nè. Rồi sao? Ui, anh em ơi, chuối bơi, anh em ơi. Ây, không có ai à? Ây à. Ờ, về. Mày về thì cái boss của mày đi đâu? Hả? Tao nói cho mày nghe, tao hút máu, tao bị chú bắn, tao biến chạy, tao sống, tao phải đánh nhầm thằng Red, tao hút biến. Tao hút máu. Tao nói lộn. Gì vậy bạn? Bạn lên dạng nó chạy thế bạn. Ôi sao quên lính bạn đâu rồi. Mình xin nha. Bạn ơi. Ok. Ê à! Như nào tao hút máu luôn nè. Như nào hút máu là như nào Non. Tưởng du lao. Úi giời ơi. Ê, tờ kia điên top á. Ừ anh em ơi. Chưa hết giờ rồi anh em ơi. Ừ anh em thắng mà. Như nào? Bắn đi. Quay lại bắn. Bắn. Tao che. Ây à, vẫn chết. Tao e. Ui, sợ quá cơ. Ê, vô kìa. Láo. Ui, đồng hồ sống được hả? Sống đi. Team bên kia ổn không nhỉ? Team bên kia ổn vậy? Mấy pháp PK hơi bất ổn nha. Ây à, thêm mạng nữa. Ê, để lên bạn ơi. Rồi ăn trụ. Hơi bất ổn nha bạn ơi. Ui, thương quá nhỉ. TP lên chết luôn. Rồi nha, tí chết luôn, nào tôi đớt thì khỏe với trưởng. Rồi, mày bấm lồng đèn vào đây. Nào bấm lồng đèn vào đây. Rồi nha. Em mà tôi chưa tới. Một thằng rồi đó. Thằng này đấy, ăn tạm thái đấy. Ui, con kỹ tử tích này. Thôi, cho anh em đấy, tôi đi cướp rừng đây. Chơi cướp rừng của nhau, level 1 cướp rừng, level 2, level 3 dí theo. Vui chưa?
Năm tới anh em ơi phải có giờ nha, chưa có giờ mà anh em hơi vội rồi đấy. Anh em hơi vội đấy. No 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 no. Ổn không vậy? Ổn không vậy AD? Này này nè. Support luôn nào, support luôn nào. Chạy đâu, chạy đâu, chạy đi, chạy đi. Chạy thì mày tốc biến thì mày chạy thôi. Tốc biến thì mày chạy thôi. Như nào, như nào, như nào. Các bạn chơi ai vậy? Các bạn chơi ai vậy? Các bạn chơi ai vậy? Đưa luôn, tiếp luôn. Thả giải end game luôn. Rồi luôn. Thằng này luôn, thằng này luôn. Thả sứ giả qua nào. Bây giờ không có qua, thực ra là muốn ở bên mình. Team bạn ổn không nhỉ? Chặn đường sống của nhau nữa đây. Chơi game chặn đường sống của nhau. Vui chưa, hài lòng chưa? Bốn phi máu, sống luôn. Đây thì có khi nào khả năng nó rờ không ta? Ê ê ê, tha mạng, tha mạng, tha mạng, tha mạng, tha mạng. Thôi 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 về 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 về. Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi. Sao em không thể nữa? Đi ăn đợi anh hả? Đợi hả? Đi ăn đợi hay là anh đợi nó? Anh hay là nó cho game? Đồ chơi mà, anh nó đợi kìa. Nãy quýt ra không được anh em à. Nãy quýt ra không được. Nãy quýt ra nó bị lỗi. Nó bị lỗi, nó vào luôn. Nhưng mà không sao, game phải nhanh lắm. Game phải nhanh lắm. Thôi rồi, để anh em end game ra với điện nào. Ôi giời, kéo trúng luôn kìa. Đỉnh thật. Nó chạy kìa. Chạy mà chạy hộ đấy anh em. Phá cái thùng. Không được. Chưa hoảng sợ thì được. Úi nó bắn. Ê. Tao giờ vào mặt mày luôn, tao giờ mặt mày luôn. Mày chạy đi, mày chạy đi, mày chạy đi, mày chạy đi. Con rồng nước này. Con rồng nước nó nhổ tôi. Làm tôi với không có kịp. Tiến địch cố gắng nhỉ. Tưởng đầu hàng ấy chứ. Đầu hàng đi là vừa rồi, tiến địch cố gắng nhỉ. Vì cái gì cơ chứ? Bạn cố gắng là vì điều gì? Tôi hỏi bạn một lần nữa, bạn cố gắng là vì điều gì? Úi trời ơi, quay lại, quay lại. Ông bạn này nữa đi đâu vậy? Tốc biến lên chơi ông bạn thôi này. Ôi không hút được kịp. Úi chết không kìa. Máu. Ông bạn này cố gắng là vì điều gì? Úi đau quá, đánh đau quá. Đau thật anh em ơi, đau thật này, đau thật này, đau thật này. Ông bạn ơi, về đâu? Nhà ông ở đâu thế? Sự cố gắng là vì điều gì? Cố gắng làm cái gì? Có giết được người ta đâu? Ôi, tôi rờ lên là vì cái gì cơ chứ? Mấy ông ở trong đi, tôi rờ lên được rồi, mấy ông đi hết luôn. Không sao, bây giờ vẫn của mình thôi. Team mình cái chai hạt quá trời, đánh không chịu đầu hàng luôn à. Chai hạt quá trời. Vô anh em ơi. Vô. Có đồng hồ, giết rồi anh em ơi, tôi có W nè. Hát đồ, chết tôi rồi. Anh em đâu hết rồi? Chạy anh em ơi. Sao hết trụ rồi. Mình phát ra mình có tốc biến là mình cứ rờ vô thẳng mặt thôi. Với cả ở trong mấy góc này rờ không được, nó có phiêu tích rờ không có lợi hại. Tại vì đánh bể hết trụ nhà nó rồi, không có góc rờ. Thôi top đi, top đi, top đi, top đi. Vào nhà này tôi không có rờ đâu nha, tôi nói trước đó. Đấy, tốc biến giờ nhưng mà phải đợi tiếp, đợi tiếp, đợi tiếp, đợi tiếp. Chưa tới mà anh em ơi, từ từ thôi. Đi hết lính nha anh em ơi. Tiếp tới chưa? Giờ vô nào. Tới là. Chạy hộ, chạy hộ, chạy hộ, chạy hộ, chạy hộ, chạy hộ, mình biết được tích chạy hộ. Chạy. Ôi, chết kìa. Vô anh em. Chết rồi, đồng hồ ấn xong cũng chết rồi chứ. Ấn cái đồng hồ đó anh em, không có điều.
ấn cái đồng hồ đấy. Ý là có cái đồng hồ hiện lên rồi đấy. Cảm ơn Mạnh Lưu nha anh.